Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sanctity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn disable giao thức SHIP ALG trên Firewall FortiGate. Khi trong hệ thống mạng của chúng ta sử dụng Firewall FortiGate và hệ thống điện thoại IPhone thì chúng ta sẽ gặp một số tình huống như gọi được nhưng không có âm thanh. Khi đó thì bên tổng đài sẽ báo chúng ta cần phải tắt SHIP ALG trên Firewall đi. Vậy SHIP ALG là gì và nó ảnh hưởng như thế nào đến VoIP IP? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. SHIP ALG là viết tắt của Session Initiation Protocol Application Layer Gateway, là một tính năng trên Firewall FortiGate để hỗ trợ lưu lượng VoIP IP, tức là viết tắt của Voice over Internet Protocol, bằng cách thay đổi gói tin SHIP để chúng có thể đi qua được NAT. Tuy nhiên, trong hầu hết trường hợp thì SHIP ALG có thể gây ra các vấn đề về kết nối trong hệ thống VoIP IP. Dưới đây là một số vấn đề thường gặp khi sử dụng SHIP ALG. SHIP ALG có thể sửa đổi các gói tin SHIP gây ra lỗi trong quá trình thiết lập hoặc duy trì cuộc gọi VoIP IP. SHIP ALG thay đổi các gói tin SHIP nên trong một số trường hợp các điện thoại IP sẽ không thể đăng ký được với tổng đài. SHIP ALG có thể thay đổi địa chỉ IP hoặc cổng dịch vụ của SHIP mặc định là 5060 hoặc là 5061, làm mất kết nối RTP dẫn đến trường hợp chúng ta gọi được nhưng cả hai đầu IP phone cùng không nghe được âm thanh, hoặc một đầu nghe được còn một đầu điện thoại thì không nghe được. SHIP ALG không tương thích với một số nhà cung cấp dịch vụ VoIP nên nhiều nhà cung cấp VoIP khuyến nghị chúng ta tắt SHIP ALG để tránh xung đột với cơ chế NAT traversal của họ. Nếu hệ thống đã có NAT traversal khác như là STUN, ICE hoặc sử dụng SPS thì SHIP ALG có thể gây xung đột và làm gián đoạn kết nối. Fortinet khuyến nghị sử dụng SHIP SCCP Proxy ALG trong hầu hết tình huống. Tuy nhiên thì việc sử dụng và cấu hình SHIP rất phức tạp. Do vậy tại Việt Nam thì thông thường chúng ta sẽ disable SHIP ALG trên Firewall đi và sử dụng port forwarding để cho phép lưu lượng SHIP RTP hoạt động bình thường. Để tắt hoàn toàn SHIP ALG trên FortiGate thì chúng ta cần phải sử dụng giao diện dòng lệnh CLI của Firewall để thực hiện. Các bạn có thể sử dụng dây console để kết nối trực tiếp, sử dụng các phiên Telnet hoặc SSH nếu đã được enable, hoặc truy cập trực tiếp vào CLI bằng công cụ Terminal ở trên thanh công cụ này. Đầu tiên, chúng ta sẽ xóa Session Helper cho SHIP đi. Các bạn vào Config System Session Helper. Chúng ta sẽ phải xác định ID của Session Helper đang sử dụng cho SHIP. Các bạn sử dụng lệnh show. Sau đó tìm phần có name là SHIP. Như firewall của mình thì SHIP đang có ID là 13. ID này có thể khác nhau trên một số phiên bản nên các bạn cần kiểm tra chính xác. Chúng ta sẽ xóa session helper cho SHIP đi bằng lệnh delete cộng với ID. Như firewall của mình sẽ là delete 13. Các bạn có thể show lại để kiểm tra. Không còn session helper nào có name là SHIP hoặc đang sử dụng port 5060 là OK. Trên FortiGate, sau khi cấu hình xong thì các bạn cần gõ lệnh end để thoát ra thì cấu hình mới có hiệu lực. Tiếp theo thì chúng ta cần thay đổi ALG mode. SHIP ALG được bật theo mặc định bằng tùy chọn Proxy Bay. Các bạn vào Config System Setting. Khi firewall ở mode Proxy Bay, các bạn show ra sẽ không hiển thị thông tin gì. Các bạn chuyển sang mode Kernel Helper Base bằng lệnh Set Default Void ALG Model Kernel Helper Base. Khi sử dụng kernel bay thì các bạn show ra sẽ thấy. Ngoài ra thì các bạn có thể disable thêm SHIP expectation, phiên bản thấp hơn 6.2.2 là tùy chọn SHIP helper. Và SHIP NAT trace. Hai tính năng này sẽ không có tác dụng tắt SHIP mà chỉ để kiểm soát một số hành vi trong SHIP thôi. Tiếp theo thì các bạn vào Config VoIP Profile. Chọn Edit Default.
cần fix ship. Bằng cách disable RTP trên FortiGate, firewall sẽ chỉ quản lý các tín hiệu ship và không giám sát hoặc sửa đổi luồng RTP. Điều này có nghĩa là lưu lượng media RTP sẽ được bỏ qua hoàn toàn, giảm khả năng xảy ra sự cố liên quan tới NAT hoặc firewall policy kiểm tra gói tin. Chúng ta sẽ disable RTP bằng lệnh set RTP disable. Gõ hai lệnh end để thoát. Để các thay đổi liên quan đến ship ALG có hiệu lực thì chúng ta cần phải xóa toàn bộ các phiên ship hiện có trên firewall. Chúng ta có thể sử dụng bộ lọc để lọc các gói ship với port đích là 5060 để xóa các phiên này. Nếu các bạn chỉ sử dụng lệnh dial no switch session clear thì firewall sẽ xóa tất cả các phiên gây gián đoạn mạng. Do vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng lệnh dial no switch session filter dport 5060 để lọc các phiên có port là 5060 của ship. Sau đó thì clear toàn bộ các phiên này đi bằng lệnh dial no switch session clear. Nếu đã xóa phiên rồi nhưng vẫn không được thì các bạn sẽ cần phải reboot lại firewall bằng lệnh execute reboot. Trong trường hợp các bạn đã reboot firewall rồi nhưng vẫn không nghe được âm thanh thì vấn đề có thể do phần cấu hình port forwarding của các bạn, chứ không liên quan đến ship ALG. Đầu tiên chúng ta phải đảm bảo đã NAT đủ port theo yêu cầu của nhà cung cấp IP phone. Phần này thì các bạn có thể hỏi nhà cung cấp các port cần thiết hoặc tìm các tài liệu của hãng. Hai là khi cấu hình policy cho port forwarding thì các bạn cần phải disable NAT trên policy này nhé. Vì khi bật NAT thì nó sẽ đổi địa chỉ IP và port, do vậy thì cuộc gọi cũng sẽ bị lỗi. Việc tắt ship ALG trên FortiGate là cần thiết để đảm bảo hệ thống VoIP hoạt động ổn định và không gặp các vấn đề như là lỗi đăng ký ship, mất âm thanh, gián đoạn cuộc gọi hoặc xung đột với các cơ chế NAT traversal khác. Mặc dù ship ALG được thiết kế để hỗ trợ lưu lượng ship, nhưng trong thực tế thì nó thường gây ra nhiều sự cố hơn là lợi ích, đặc biệt khi sử dụng với các tổng đài IP hoặc nhà cung cấp dịch vụ VoIP. Nếu các bạn gặp các tình huống tương tự với VoIP và có phương pháp xử lý khác thì có thể chia sẻ với mọi người trong phần comment của video nhé. Và đừng quên like, share cũng là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.